Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Mãi muốn quẩn mãi một bà không xong. Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh buông súng. Bà Nguyễn Phương Hằng tuy nói những lời khó nghe, nhưng bà nói thật, những người bị bà Hằng vạch mặt vẫn chỉ tát nước theo mưa, chứ chưa thể đưa ra bằng chứng phản biện những lời bà đã nói. Hầu như suốt năm 2021, bà Hằng đã phát truyền hình trực tiếp livestream moi móc các nghệ sĩ ăn chặn từ thiện, những người này co rúm không dám phản lại. Chỉ khi bà Hằng nhắc đến ông Phan Văn Mãi thì bà bị bắt giam. Và nếu ông Mãi là thường dân thì chắc ông không đủ khả năng để bắt bà. Nhưng ông có quyền lực trong tay nên ông ra tay trước ở phía công an Bình Dương. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 24 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam bà trong 3 tháng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật hình sự vào năm 2015. Được biết, trước đó 2 ngày, bà Hằng đã phát livestream tố cáo ông Phan Văn Mãi khi ông còn làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Theo chỉ đạo của người đứng đầu bộ máy chính quyền thành phố, công an cùng viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến khám xét nhà bà Hằng tại quận 3 sau đó vài giờ để cố lục tìm những thứ mà bà Nguyễn Phương Hằng tính tiếp tục phát hình trực tiếp để tố ông Phan Văn Mãi. Tuy nhiên, họ không lục được bất cứ chứng cứ nào về ông Phan Văn Mãi mà bà Hằng đã cất giấu trong nhà cả. Bà Hằng hiện đang bị tạm giam tại trại giam T30, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố việc đối với bà Nguyễn Phương Hằng cùng với tội danh nêu trên. Đến ngày 18 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ vụ việc để sát nhập với hồ sơ mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra. Ngày 22 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng sau khi chẳng thể khai thác được gì từ vị nữ đại gia này. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Thời hạn tạm giam 2 tháng kết thúc và ngày 19 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gia hạn tạm giam bà thêm 20 ngày. Đến ngày 6 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ án để Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra bổ sung. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày nữa. Có thể nói, cả bộ máy tố tụng của Thành phố Hồ Chí Minh đã quần bà Nguyễn Phương Hằng đến nay là 7 tháng 20 ngày, nhưng vẫn không đủ chứng cứ để buộc tội bà. Ông Phan Văn Mãi đã quá coi thường một doanh nhân có máu mặt như bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng không phải là một người khác, bà không hề yếu bóng vía và im re như những người bị bà tố cáo mà bà đã từng chiến đấu khi phát hình livestream. Sau gần 8 tháng quần bà Nguyễn Phương Hằng, xem ra ông Phan Văn Mãi muốn buông súng. Bởi người lấy thời gian mà cả bộ máy công an không khai thác ra được bằng chứng gì đáng kể thì xem như ông Mãi thất bại. Ông Mãi đã dùng pháp luật như là công cụ để thực hiện ý đồ riêng của mình. Công an có cách ép cung để cho bà Hằng nhận tội, tuy họ không thể làm gì. Bà Nguyễn Phương Hằng đã có dư tiền để thuê những luật sư giỏi nhất bảo vệ cho mình. Vào ngày 14 tháng 10, báo chí quốc doanh đồng loạt đưa tin bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và gia đình vừa có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại sau thời gian bị tạm giam từ ngày 24 tháng 3 cho đến nay. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng xin tại ngoại. Một số chuyên gia thì đánh giá là ông Phan Văn Mãi đã buông súng vì tấn công Mãi mà không làm gì được bà Hằng, và ông buông súng nhưng yêu cầu đối phương phải viết đơn cầu xin chính quyền để giữ thể diện trong Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Phan Văn Mãi đã dùng bộ máy chính quyền cho mục đích cá nhân nhưng bất thành rồi buông ra, nhưng vẫn ra vẻ bề trên khi bắt người khác phải viết thư cầu xin. Ai có thể sai, chứ chính quyền thì không sai. Đấy là tư tưởng của người đứng đầu chính quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị trói chân thì ông còn tay, Chủ tịch Phúc đỡ đòn trong khó khăn. Từ đầu năm 2022 cho đến nay, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi nước ngoài rất ít. Gần đây nhất là ông được đi viếng đám tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe ngay trước thềm Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như tờ Thể báo .d đã đưa tin trước đây, vì giam ông Chủ tịch nước quá lại dấy lên tin đồn ông Chủ tịch nước bị quản thúc, nên dường như phe cánh chống ông mới cho ông đi nước ngoài. Tuy nhiên,
họ đã tước hết đặc quyền dành cho nguyên thủ quốc gia và để ông đi bằng máy bay thương mại một cách rất bất thường. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc. Tưởng rằng sau chuyến đi này ông Chủ tịch nước sẽ bị bứng khỏi chiếc ghế vì họ muốn đẩy ông đi để hạn chế sự sắp xếp chống đỡ của ông tại Hội nghị Trung ương. Tuy nhiên, kết thúc Hội nghị Trung ương, ông trụ lại một cách ngoạn mục. Nhiều người thì đánh giá đây là thành công lớn của ông Chủ tịch nước, bởi họ không bứng được ông ở Hội nghị Trung ương lần thứ 6 thì khó mà bứng ở ông được Hội nghị Trung ương tiếp theo, bởi phu nhân của ông không còn dại gì tham gia các mánh làm ăn mới, để rồi họ lại dùng cái cớ đó để đánh ông bay khỏi chiếc ghế của mình. Thực ra, ông Chủ tịch Phúc trụ được qua Hội nghị Trung ương lần thứ 6 là thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là ông lật được thế cờ. Hiện tại, ông vẫn là dưới cờ họ, cho nên ông dường như bị họ làm cách gì đó để giảm vai trò của ông trên cương vị là Chủ tịch nước. Đó là trò chơi chính trị. Ông Chủ tịch Phúc đã tham gia thì đành phải chấp nhận luật chơi dựa trên mạnh điều khiển kẻ yếu, chứ không dựa trên thứ luật nào cả. Vào ngày 13 tháng 10, bất ngờ, bà Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có bài phát biểu quan trọng theo nghị thượng đỉnh phối hợp các hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, cũng như tiếp xúc và trao đổi với trưởng đoàn các nước. Thực hiện vai trò ngoại giao hình thức dưới vai trò nguyên thủ quốc gia là nhiệm vụ chính của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, ông Chủ tịch Phúc không đi mà thay vào đó là bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân là điều hết sức bất thường. Đây là hình ảnh Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xuất ngoại thay ông Chủ tịch Phúc. Tại Việt Nam, người dân không còn xa lạ gì với trò đấu đá đến chí tử ở thượng tầng chính trị. Mỗi việc làm thất thường của các vị trong tứ trụ, 4 người hay nhóm 5 người chủ chốt tại Bộ Chính trị đều bị người dân soi rất kỹ. Có nhiều điều bất thường làm người dân suy đoán, mà nếu thôi ngôn ngữ không thiện chí là thuyết âm mưu. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh nhiều thuyết âm mưu của dân còn đúng hơn những bản tin từ nhà báo của nhà nước. Nhiều người nhìn bề ngoài đánh giá ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngồi ở chiếc ghế hữu danh phu thực thì không có thực quyền, nên là người yếu nhất trong tứ trụ. Tuy nhiên, đấy chỉ là cái nhìn bề nổi. Phần quan hệ lợi ích chính trị ẩn đằng sau, nó có nhiều người không thể thấy, nhưng cái nhìn phiến diện không thể đánh giá được sức mạnh của ông Chủ tịch nước. Và Hội nghị Trung ương 6 vừa qua cho thấy, không phải thấy ông Chủ tịch nước không mạnh, mà có thể quật được ông ra khỏi chiếc ghế ông đang ngồi. Với việc ông Chủ tịch nước phải ở nhà trong nước và Phó Chủ tịch nước đi công tác thay ông cho thấy nhóm chống ông đang muốn trói chân ông là sự thật. Tuy nhiên, trói chân một đối thủ chính thì chưa chắc gì hạ được họ, vì ông còn có công cụ khác đỡ đòn. Nói cho dễ hiểu thì trói chân ông còn tay để đỡ. Đây là hình ảnh dù ở thế mạnh nhưng ông Bộ trưởng Bộ Công an vẫn chưa lấy được chiếc ghế của ông Chủ tịch nước đang ngồi. Bị người ta trói chân thì cho thấy ông ở thế yếu. Tuy nhiên, trên vũ đài chính trị, nhiều người đánh giá Chủ tịch Phúc là người có võ. Dù ở thế yếu, ông vẫn giữ được chiếc ghế, và ông Bộ trưởng Bộ Công an cố lấy cũng chưa thể làm gì được. Từ Quảng Nam ra Hà Nội, rồi leo lên Thủ tướng và sau đó rớt xuống chức Chủ tịch nước. Dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất cho đến hiện nay, ông Chủ tịch Phúc chưa hề ngã ngựa. Đó là một thực tế, Tô Lâm không dễ đấu với ông.